là bệnh tuyến giáp. Dấu hiệu mà để nhận biết bệnh đó chính là sự xuất hiện của một khối u ở vùng cổ. Và khi cái khối u này nó phát triển lên thì nó sẽ gây vướng víu và gây khó nuốt, khó thở, hay là nó gây mất thẩm mỹ ở cái vùng cổ của chúng ta. Và cái nguyên nhân thì có một số các cái nguyên nhân như là do di truyền này, do sự căng thẳng quá mức sau khi sinh, hay là do thiếu iốt. Do đó thì những cái bài tập yoga thì nó sẽ làm cho cái kích thước ở khối u ở vùng cổ nó sẽ bị thu nhỏ lại. Và chính vì thế mà ngày hôm nay Diễm sẽ làm một cái video nhằm hướng dẫn chúng ta tập những cái động tác hỗ trợ cho các bệnh bướu cổ này. Hãy cùng đi vào bài tập nhé. Hai tay ta đặt lên gối, ngồi thẳng lưng lên, thả lỏng toàn bộ cơ thể, nhẹ nhàng ngửa đầu ra sau, hít vào, chuyển cằm, mắt nhìn lên, thở ra, cúi gập xuống, kéo cằm xuống sát ướt khớp bụng vào, hít vào, ngửa đầu ra sau, chuyển cằm, mắt nhìn lên, thở ra, kéo cằm xuống sát ướt khớp bụng vào, hít vào, ngửa đầu ra sau, chuyển cằm, mắt nhìn lên, thở ra, kéo cằm xuống sát ướt khớp bụng vào, hít vào, ngửa đầu ra sau, chuyển cằm, mắt nhìn lên, thở ra, kéo cằm xuống sát ướt khớp bụng vào. Đưa đầu về trung tâm, hít vào, nghiêng phải, thở ra. Rồi, đầu áp sát phần vai bên phải. Đưa đầu về trung tâm, hít vào, nghiêng trái, thở ra. Trung tâm, hít vào, nghiêng phải, thở ra. Trung tâm, hít vào, nghiêng trái, thở ra. Áp sát phần tay vào phần vai bên trái, về trung tâm, hít vào, nghiêng phải, thở, trung tâm, hít vào, nghiêng trái, thở ra, nhẹ nhàng ta kéo cằm xuống sát ướt đưa qua phải, hít vào, thở ra, kéo cằm xuống sát ướt đưa qua phải, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào, nhẹ nhàng đưa sang phải, rồi sau ngửa ngửa đầu ra sau, đưa qua trái, thở ra, hít vào, thở ra, ngửa đầu ra sau, đưa sang trái, hít vào, sang phải, thở ra, qua trái, hít vào, qua phải, thở ra, qua trái, rồi nhẹ nhàng xoay khớp cổ, thở ra, ngửa đầu ra sau, hít vào, đẩy đầu về trước, thở ra, đẩy đầu ra sau, lần ba, hít vào, thở ra. Rồi ta đổi về, xoay ngược lại, thở ra,
nhẹ nhàng đẩy người thẳng lên, thả lỏng cơ thể hai tay. Ta chậm chạp và nhẹ nhàng chân chúng ta tay vuông góc với thảm, chân vuông góc với thảm, bỗng lưng chuyển động, mắt nhìn về trước, hít vào cong lưng hóp bụng, thở ra mắt nhìn về rốn, bỗng lưng chuyển cầm, mắt nhìn về trước, vào cong lưng hóp bụng, thở ra, hít vào lần ba, mắt nhìn về trước, thở ra hóp bụng, vào mắt nhìn về rốn, hít vào mắt nhìn về trước, thở ra hóp bụng, vào mắt nhìn về rốn, hít vào vọng lưng trưởng cầm, mắt nhìn về trước. Giữ tư thế này 1 2 3 4 5, cong lưng hóp bụng, thở ra mắt nhìn về rốn, 5 4 3 2 1. Rồi từ từ ta rút chân ra một tí nữa, rồi rút chân ra một tí nữa, hai tay bám dưới sàn, đẩy phần mông xuống, mắt nhìn về trước, hít vào, rồi thở ra, ta thu cơ thể lại, duỗi thẳng, hít vào, đẩy người về trước, mắt nhìn về trước, hai bàn chân ta duỗi thẳng ra, rồi khép lại với nhau, thở ra, thu về, vào nhẹ nhàng đẩy thẳng cơ thể về trước, mắt nhìn về trước, thở ra, thu về, lần ba. Hít vào đẩy thẳng về trước, mắt nhìn về trước, rồi thở ra thu về, lần bốn, lần năm. Hít vào mắt nhìn về trước, thở ra từ từ thu về, rồi vào mắt ta nhìn về trước, hạ mông xuống, giữ tư thế này 1 2 3 4 năm, thở ra mình thu về, giữ tư thế này, chảo ta áp sát thảm, rồi giữ 5 4 3 2 1, nhẹ nhàng ta thu người lên, duỗi thẳng hai chân ra, hai tay của chúng ta hạ phần cánh tay mình xuống, rồi ta để xéo theo thảm, ta không để vuông góc, rồi hai tay đặt xuống thảm, đặt xéo thôi, ta không để vuông góc, nhẹ nhàng hít vào thật sâu, thở ra mình đẩy phần ngực lên, rồi nhẹ nhàng hạ phần đầu xuống, rồi vào mắt nhìn về bàn chân, thở ra, rồi hạ phần đỉnh đầu chạm sàn, vào mắt nhìn về bàn chân, thở ra, hạ đỉnh đầu chạm sàn, lần bốn. Hít vào mắt nhìn về bàn chân, thở ra, hạ đỉnh đầu chạm sàn, lần năm. Hít vào mắt nhìn về bàn chân, thở ra, hạ đỉnh đầu chạm sàn, lần sáu. Hít vào mắt nhìn về bàn chân, thở ra, hạ đỉnh đầu chạm sàn, lần cuối. Hít vào mắt nhìn về bàn chân, ta giữ 5 4 3 2 1, thở ra, hạ đỉnh đầu chạm sàn và giữ 1 2 3 4 5, từ từ hạ đầu xuống, nằm luôn cái thẳng, thả lỏng cơ thể, hít vào để bụng lên, thở ra hớp bụng vào, tiếp tục hít vào để bụng lên, thở ra hớp bụng vào, rồi ta nằm về cuối thẳng, xuống về cuối thẳng, rồi từ từ hai tay xuôi theo thân, đồng thời hai chân ta co lại và bật lên, tư thế thẳng này, rồi duỗi thẳng lưng này. Nếu bạn chưa
nâng lên thẳng, chúng ta cũng có thể để như thế này, chưa giữ thẳng được ta để như thế này, rồi chân đẩy thẳng ra, đúng rồi, như thế này, thở ra, từ từ ta hạ hai chân ra sâu cơ thể, đúng rồi, đấy, và đỡ lấy phần thắt lưng, từ từ nâng hai chân lên, hít vào, duỗi thẳng lên, đấy, thở ra, hạ chân xuống, tiếp tục hít vào, nâng hai chân lên, đấy, đỡ lấy phần thắt lưng, nâng thẳng lên, thở ra, từ từ hạ hai chân xuống, lần ba, lần bốn hít vào, đẩy lên, rồi giữ thẳng chân lên, thở ra, đẩy hai chân bật ra sau, đúng rồi, lần cuối hít vào, đẩy hai chân lên, ta giữ tư thế này, một, hai, ba, bốn, năm, thở ra, nhẹ nhàng hạ hai chân xuống, giữ tư thế này, năm, bốn, ba, hai, một, từ từ ta hạ xuống, rồi hai tay ôm lấy mặt, hạ xuống, hai chân hạ luôn, đúng rồi, ta đẩy người lên, đẩy người lên, ngồi vào thẳng, để hai tay mở lòng bàn tay ra, đưa sang ngang, hai chân ta co lại, khoảng cách giữa hai chân rộng hơn vai, ta co chân lại, khoảng cách hai chân rộng hơn vai. Từ từ chân ta đưa qua phải, mắt nhìn qua phải. Thở ra, chân đưa qua trái, mắt nhìn qua phải. Hít vào. Thở ra. Dẫn hai đầu gối xuống. Hít vào, chân phải, chân đưa qua. Thở ra, chân trái, mắt chân phải. Rồi, chân vào, chân phải, mắt phải. Thở ra, hút bụng vào. Hít vào. Năm, thở ra, hút bụng vào, mắt nhìn sang phải. Năm, bốn, ba, hai, một. Từ từ ta thu chân về, hãy chân xuống. Rồi, lần này, hai chân co lại, hai tay ôm lấy chân, kéo vào sát người, đấy, kéo vào sát người, nhẹ nhàng nâng phần đầu lên, cầm chạm đầu gối càng tốt, cầm chạm đầu gối nhé, không chạm cũng không sao cả, bạn cứ nâng lên, nâng lên, vào những rồi thở ra, hạ hai lần hai, hít vào, thở ra, hạ lần ba, nâng lên, hít vào, thở ra, lần bốn, nâng lên, hít vào, thở ra, hạ lần vào và giữ, năm bốn ba hai một, thở ra, từ từ hạ tay xuống, giữ thẳng chân lên, rồi thả lỏng toàn bộ cơ thể. Hít vào, thở ra, hút bụng vào. Hít vào, thở ra, những cái bài tập yoga vừa rồi thì hướng dẫn thì nó không có tác dụng là trị hoàn toàn cái bệnh bướu cổ của mình, nhưng mà cái phần kích thước của khối u và phần cổ nó sẽ bị thu nhỏ lại. Chúc tất cả các bạn sẽ thành công với bài tập này và cái bệnh bướu cổ của chúng ta nó sẽ có những cái tiến triển tốt đẹp hơn. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi những video của Diễm và hãy đăng ký để xem những video mới nhất nhé.